Thưa bà con, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng việc không tận dụng nguồn lực từ các cộng đồng có thể tạo ra một sự trông chờ ỷ lại, làm tê liệt sáng kiến, sáng tạo và năng lượng. Như vậy, cần tìm mọi cách để kích hoạt nông dân bắt tay cùng nhau làm nông nghiệp. Nước ta có ít nhất 18 tỉnh thành phố áp dụng phương pháp phát triển dựa vào nội lực tư duy cộng đồng. Những mô hình này đều chứng minh hiệu quả, nông dân dần tiếp cận phương pháp làm nông nghiệp hiện đại. Đây cũng là chủ đề trong bản tin Nông nghiệp sinh thái hôm nay. Nông dân xây lâu đài yến, ấp ủ giấc mơ làm du lịch nông nghiệp. Bình Thuận huy động cộng đồng tham gia bảo vệ khôi phục nguồn lợi thủy sản. Tổ hợp tác mảng cầu Hoàng Hậu ở Đồng Tháp tạo thu nhập ổn định cho nhà vườn. Hà Giang là mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc, nơi có những ngọn núi cao lưng trời và nhiều sông suối, nơi có cao nguyên Đồng Văn nên thơ hùng vĩ, có chợ tình Khâu Vai hấp dẫn trữ tình và nhiều di sản văn hóa đặc sắc với truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc. Với đặc trưng về khí hậu thổ nhưỡng, Hà Giang có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng. Kết hợp những thế mạnh này giúp mô hình phát triển du lịch cộng đồng nơi đây hoạt động rất hiệu quả. Hà Giang có 16 làng du lịch cộng đồng với tinh thần chung là du lịch cộng đồng xung quanh các sản phẩm ô cốp, phát huy bản sắc dân tộc thiểu số. Để đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm, tỉnh khai thác và phát huy những phương thức canh tác độc đáo trong nông nghiệp của đồng bào các dân tộc. Một số loại hình canh tác như canh tác trên đá, thổ canh trên các hốc đá, canh tác trên các thửa ruộng bậc thang. Còn có nghề trồng lanh dạch dải, trồng bắp và sử dụng hạt của cây hoa tam giác mạch để chế ra loại rượu đặc sản. Nuôi ong khai thác mật hoa cây bạc hà, chế biến thủ công chè sang tuyết. Đây là những đặc điểm canh tác độc đáo trong nông nghiệp chỉ có ở các vùng trũng cao, được Hà Giang khai thác và phát huy trong các loại hình du lịch. Mỗi ngành nghề sản xuất đều vô cùng thú vị. Như để tạo ra được loại trà đặc sản sang tuyết đặc biệt này, thì bên cạnh nguồn nguyên liệu từ những cây trà sang tuyết cổ thụ hoàn toàn dựa vào sinh khí của đất trời, thì không có bất cứ loại thuốc hóa học nào tác động, thì còn có bí quyết truyền thống sao tai của người Dao ở đây. Dùng thế mạnh của vùng và những tour trải nghiệm và khám phá các làng du lịch cộng đồng thu hút sự quan tâm của khách du lịch hiện nay, góp phần nâng cao dân trí và thu nhập cho người dân. Cảnh quan tuyệt đẹp, nét văn hóa độc đáo, có những nông sản độc quyền để được duy trì phát triển bền vững, rất cần sự dây liên kết hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau về phát triển kinh tế. Như tại Đắk Lắk, có người đàn ông lặng lẽ góp nhặt hàng trăm chiếc cối đá cày bừa mang về lâu đài yến của mình cất giữ, nuôi ước mơ là du lịch nông nghiệp. Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Từ phương châm này, ông hợp tác cùng nhiều nông dân xung quanh để thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng đảo yến Buôn Đôn. Các nông hộ trong hợp tác xã lên ý tưởng mỗi người làm một mô hình nông nghiệp điển hình, làm sao vừa có kinh tế vừa có thể phục vụ cho việc khai thác du lịch sau này. Lâu đài yến thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 20 cây số, được ông Đỗ Tuấn Hưng bắt tay xây dựng 2 năm về trước. Gọi là lâu đài nhưng thực ra đây là một căn nhà nuôi yến nhiều tầng, được thiết kế như một tòa lâu đài, điểm nhấn là những họa tiết cùng các tông màu xanh vàng đỏ. Nơi đây có diện tích khoảng 30 hectare. Trên vùng đất cằn cỗi, nếu làm nông nghiệp đơn thuần rất khó phát triển. Vì thế, ông Hưng ấp ủ ước mơ mở mô hình du lịch. Ông đi nhiều nơi, sưu tầm những món đồ xưa cũ về trưng bày. Ông còn hợp tác với những người xung quanh trồng dừa, chà là, nuôi cá, nuôi thỏ. Sau này làm du lịch ai cũng có thể đón khách. Khách được trải nghiệm nhiều mô hình nông nghiệp khác nhau, không nhàm chán. Hiện vườn dừa gần đó đã cho thu hoạch, còn nhà yến của ông Hưng cũng cho thu bói gần 20kg sản phẩm. Và đây, những cung đường hoa sim, hoa mua, hoa hồng chuẩn bị sẵn sàng cho mô hình farmstay mà ông mơ ước. Nhà yến của ông Hưng có thiết kế như là lâu đài rất là độc đáo và bắt mắt. Cùng với hoạt động ban đầu của hợp tác xã du lịch cộng đồng đảo yến hé mở triển vọng khai thác du lịch,
Tất cả đều được nông dân nơi đây cùng nhau làm thật là chỉnh chu và chuẩn bị kỹ để khi mà mở cửa đón khách tạo được ấn tượng, làm cho du khách nhớ mà quay trở lại. Từ sự hợp tác liên kết và có sự dẫn dắt của cán bộ quản lý giúp nông dân thay đổi tập quán, thay đổi cuộc sống, nếp nghĩ, làm nông đơn thuần như trước đây. Ở Bình Thuận thì có mô hình giao cho ngư dân tự quản lý phục hồi nguồn lợi thủy sản. Ông Huỳnh Quang Huy, Chủ tịch Hội Nghề Cá Bình Thuận cho biết, tỉnh từng có nguồn lợi thủy sản lớn, là một trong ba ngư trường trọng điểm của cả nước, nhưng đến một giai đoạn, biển của Bình Thuận không còn gì. Đây là hệ quả của việc nhiều chủ trương quản lý không còn hiệu quả và quá tải. Ông Huy cho biết, ban đầu, ông mất 30 buổi uống cà phê mới kiếm được 5 ngư dân tham gia vào dự án chữ biển, từ đó lên 10 người, thành lập ban vận động, hình thành cộng đồng trên chữ biển vào năm 2013. Quá trình lao thủ tục để thành lập cộng đồng này phải thông qua 37 văn bản với 4 lần phản biện và thời gian đầu triển khai rất khó khăn vì không có nguồn lực, người dân nhiều người không còn tin tưởng. Nhưng chỉ sau 2 năm nỗ lực, cộng đồng này phát huy hiệu quả, lượng giá cào xâm phạm giảm 90%. Năm 2015, có những đêm ngư dân làm cả năm không kiếm nổi 500.000 đồng, nhưng bây giờ có đêm kiếm được đến 10 triệu đồng từ thủy sản. Đây là kết quả của việc người dân tham gia vào cộng đồng bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Thay đổi bằng tư duy, kết tinh, chọn lọc, huy động thế mạnh của cộng đồng vào phát triển nông nghiệp. Thưa bà con, ở miền Tây, nếu nói đến việc xây dựng kinh tế tập thể kiểu mới, nhớ ngay đến hội quán nông nghiệp ở Đồng Tháp. Các hội quán được thành lập và hoạt động rất hiệu quả, triển khai kỹ thuật làm nông nghiệp cho năng suất cao, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của người nông dân. Hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp là một hình thức liên kết tự nguyện giữa những người nông dân nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. Đây là kênh trao đổi, chia sẻ giữa người nông dân với chính quyền về những vấn đề kinh tế xã hội, vừa là kênh liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp thu mua nông sản. Mô hình này từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức lại theo hướng hợp tác với doanh nghiệp đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, hình thành niềm tin cho người nông dân thông qua việc phát huy dân chủ. Từ mô hình canh tân hội quán đầu tiên ở xã An Chơn, huyện Châu Thành, được thành lập vào năm 2016, đến nay toàn tỉnh có hơn 100 hội quán với gần 6.000 hộ chiên, làm theo mô hình hợp tác liên kết thị trường rất hiệu quả. Có thể kể đến các hội quán như hội quán Minh Tân, xã Mỹ Sương liên kết tiêu thụ xoài, hội quán Thành Tâm, huyện Lai Dung ký kết hợp đồng cung cấp quýt đường và cam xoàn, hay hội quán Đồng Tâm ở xã Tịnh Thới phối hợp với viện cây ăn quả, triển khai sản xuất xoài đủ điều kiện xuất khẩu. Mỗi hội quán đều tập hợp những nông dân cùng sản xuất một ngành nghề, dần xuất hiện tư duy lớn cho một mô hình kinh tế tập thể. Từ tư duy sản xuất nông nghiệp chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thị trường, hàng hóa, lấy chất lượng là tiên phong. Đây là hình thức liên kết mới trong sản xuất cần được nhân rộng trong cả nước. Mãn cầu Hoàng hậu xuất hiện ở các tỉnh miền Đông cách nay chục năm. Nhưng từ cách nay 7 năm thì người dân ở đất Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp rục rịch nhân trồng. Bước đầu gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật canh tác rồi đầu ra. Từ đó tổ hợp tác của xã được thành lập và giải quyết tốt những khó khăn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn. Là người tiên phong mang cây mãn cầu Hoàng hậu về trồng trên đất Vĩnh Thới, anh Phạm Văn Đức gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần ham học hỏi và chịu khó tìm hiểu, anh đã thành công. Từ 3 công thử nghiệm ban đầu, đến nay mở rộng diện tích trên 2 hecta. Ngoài cái chất lượng thì hồi xưa đó là cái khâu mà để trái là mình không biết là sao. Bắt đầu mình mới tìm tòi rồi cái thụ phấn được để làm trái nó. Thì khi mà đã làm trái được thì mình chia sẻ rộng rãi cho bà con. Đến hôm nay thì hầu như là nó đã ổn rồi. Cái hiệu quả mà kinh tế mang lại đó thì một năm như vậy nó được 2 vụ. Thì lợi nhuận nó dao động khoảng trên dưới 100 triệu trên một công. Đó, rồi cái chi phí của nó nằm khoảng rơi vào khoảng cỡ 30%. Vốn canh tác cây cam và quýt đường, nhưng do bệnh hại tấn công làm cây chết hàng loạt, anh Nguyễn Văn Chờ theo chân anh Đức trồng 2 công diện tích mãn cầu Hoàng hậu. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của tổ trưởng tổ hợp tác và hỗ trợ đầu ra, mà đến nay anh Chờ mở rộng diện tích trên 1,5 hecta, kinh tế gia đình cũng ổn định hơn trước. Như mình vô cái tổ, như anh em chia sẻ, người góp ý chút gì đó, chứ mà mấy kinh nghiệm ra,
chứ mình mà không về về tổ mà cũng không được đâu. Tổ áp dụng canh tác theo hướng an toàn và tất cả diện tích đều được cấp mã số vùng trồng nên rất thuận lợi trong việc tiêu thụ. Liên kết để cùng nhau phát triển, liên kết để xây dựng nên một thương hiệu cho chính mình. Đó là những gì mà những tổ hợp tác, cộng đồng, làm nông nghiệp đang hướng tới và dần hoàn thiện. Đây chính là câu chuyện của những người nông dân chuyên nghiệp mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang xây dựng. Nội dung này cũng kết thúc nông nghiệp sinh thái hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.